Đi đứng cho cẩn thận vào. Dạ. Hôm nay cô làm thư ký cho tôi, 3 giờ tôi đi gặp đối tác, cho nên chuẩn bị bộ len cho phù hợp. Em hả? Ừ. Dạ thôi, có một cái đơn hàng của ai em không biết để đâu, hay đem qua kho luôn hay sao ạ? Cô chụp hình gửi qua cho tôi. Dạ, chụp hình hả? Dạ luôn. Chụp hình cái đơn hàng chứ không phải cái hình selfie của cô. Ủa, vậy là em gửi là nhiều lên xinh như này thì mình sẽ chọn màu nào đây ta? Thôi mình sẽ chọn em Vivian Grey đi. Em này là tông xám khói vô cùng nhẹ nhàng, giản nhẹ mà là có những cái vân sáng vào chiều sâu cho mắt cực kỳ tốt luôn. Ok, mình sẽ chọn em này. Ok, xong chưa? Đi. Mà em chọn màu Vivian Grey này, sẽ thấy xinh không? Nhưng mà là tôi trong mắt cô.